Chào cả nhà. Hôm nay cháu mình nó dẫn mình đi ăn sushi cả nhà, sushi Nhật. Lần đầu tiên mình mới được đi ăn sushi Nhật đó, trước giờ mình không có ăn đồ sống. Mà cả nhà ở đây là cái tòa nhà D4 cả nhà. Delhi, mình đang ăn Tokyo Delhi cả nhà. Thì cháu mình nó hay ăn hoài à, chứ mình chưa có ăn lần nào hết trơn. Giờ mời cả nhà đi ăn cùng mình ha. Mời cả nhà. Welcome to Tokyo Delicious. Chà, bây giờ có muốn ăn rồi cả nhà. Mình có gọi là sushi gồng lửa đỏ nè cả nhà. Cơm cuộn gồng lửa đỏ. À, món này là bánh xèo Nhật. Cái này là sashimi nè cả nhà. Cái này có cá hồi, bụng cá hồi, cá chích với cái này là trứng cá chích cả nhà. Cái này thì có salad nè. Salad rong biển cả nhà. Đổi vô trộn đi. Salad rong biển thì kêu cháu mình trộn ha, đổ cái nước sốt này vô cho nó trộn ha cả nhà nhé. À, giờ mình đây là nước sốt của cửa hàng người ta cung cấp sẵn. Mình chỉ cần đổ vô sau đó trộn đều lên rồi. Còn mình ăn thì mình pha nước tương của Nhật nè cả nhà. Này nước tương Nhật. Xong rồi mình cho wasabi vào. Ôi cay quá xin sao. Ai ăn cay được nhiều thì để nhiều, ai ăn cay ít thì để ít. Đây là mấy đứa nhỏ nó dạy mình đó chứ mình chưa biết ăn sao đây. Cái này là bụng cá. Bụng cá béo lắm cái gì. Giờ cho thử miếng cải này lên đây nữa. Chấm cả nhà. Nè. Chấm cái nước chấm này. Rồi. Mì mà béo quá ha. Béo không cháu? Cái đó béo. Béo cực luôn á. Gừng, rồi dì ăn thử lại miếng gừng xem. Miếng gừng đó là để tráng miệng lại khi mình đổi món mới, nó không bị mất vị cũ. Miếng gừng bị lẫn. Mời mọi người miếng salad nha. Đây là salad rong biển á. Ngon quá. Đây là salad rong biển. Salad rong biển này là có rong biển nè. Lá ra salad với cà chua với bơ cả nhà. Đây. Cà chua đây cả nhà. Rong biển này giòn sừng sực ha. Để ăn miếng này thôi. Đây là cái sốt mình chấm nữa. Cái nước sốt này ha, gửi trên vách này luôn. Thì con nghĩ đây là hai con rồng á. Câu rồng. Giờ mình không chấm salad, mình chấm nước này được không? Mình thích ăn thì mình chấm nó thôi. Đây là đậu của Nhật. Chắc là loại Hà Lan nhưng mà tên trong menu đó là đậu Nhật. Cơm nó dẻo. Cá nó béo mà nó mềm nó. Ăn cái ở trong này nó có dưa leo nè cả nhà, ăn giòn giòn ngon cả nhà. Vậy ăn thử bụng gì thịt cá xem. Thịt cá ăn thử thịt cá hả? Miếng thịt cá nhìn nó tươi á. Lần đầu tiên ăn cái này luôn đó trời. Ngọt. Mặn béo nữa. Không có tanh miếng nào nha. Đây là trứng cá chích này gì? Ngon. Chị mua ăn thì chị có hơi kẹp sao lắm. Hoặc là ăn không cũng được, nó giòn giòn. Vậy ăn thử chứ. Trứng cá chích cả nhà. Cắn rồi, kêu cái gợp. Giòn thật, thật cả nhà. Ngon miệng. Ngon miệng. Nó có vị thơm nha. Không có. Ăn là mình nhai mấy cái bông bấm nhỏ nữa. Thực sự thật, bụt. Giòn tan. Đây là nè, đặc sản của Nhật Bản, bánh xèo Nhật. Miệng. Đâu người chuyên làm bánh xèo Việt ăn thử xem nó có khác biệt gì với bánh xèo Việt mình không? Để ăn thử. Ở đây thì mọi người ăn những cái mà tráng miệng, cái mà đổi gừng như gừng với wasabi ấy, thì có hết thì mọi người có thể gọi nhân viên, người ta sẽ đem ra.
về hình thức đó là nó khác với bánh xèo mình rồi đó ha. Về hình thức là nó khác rồi đó. Ở trên nó có nước sốt nè, hai loại nước sốt mà không biết nước sốt gì đây. Còn cái này là chắc cá khô nha. Cái này là cá khô bào hay gì á, như là vậy. Con cũng không rõ nữa, tại vì ăn chứ không có tìm hiểu nhiều. Thịt cá khô á cả nhà. Bây giờ mình cắn thử ở bên trong là gì. Cái bột nó xốp xốp, mình tưởng như là cái bột của bánh bột chiên ở trong mình. Bánh bột chiên nhưng mà nó có vị thơm đặc trưng. Nó thơm, nó béo. À, nó có miếng trứng ở dưới nữa nè cả nhà. Nó có lớp trứng mỏng nè. Nó ở bên trong thì nó có hình như có rau củ gì á, sắc nhuyễn nhuyễn, ăn sực sực cả nhà. Túm lại là ăn nó giống bánh bột chiên, nhưng mà nó không có vị đặc trưng như bánh xèo của mình. Ngon, bánh xèo Việt mình nhớ là ngon nhất đúng không? À, đúng rồi. Vị ngon. Cái này là gì? Cá chích, cá chích. Cá cam. Cá cam hả? Ừ, cá cam. Cá cam. Đây mới là trứng cá chích. À, cá cam. Camagamen nhắc mình là cá cam cả nhà. À, mình thấy cá cam này nó không được ngọt và béo như cá hồi luôn cả nhà. Mình ăn mình thấy cá hồi ngon hơn. Cái sashimi này dễ ăn cả nhà. Mình ăn lần đầu tiên mà mình còn ăn được. Dễ ăn. Đi review cho cả nhà gì? Giới thiệu món mới. Trước giờ mình có ăn là ăn hàu sống cả nhà. Chứ mình chưa có ăn cá này. Đây là đậu đậu Nhật. Đậu Nhật. Nó là đậu Nhật. Nó để cho menu rồi đậu Nhật. Cái này mình có uống với nước vô. Nước này là nước trà trà sữa, trà xanh mà để sữa cho nó ngọt. Thơm béo. Ăn đi gì? Ăn nhiều vô. Rồi cho Camaga ăn với mình sơ sơ đi mỗi thứ mình món đi. Rồi có món mới nữa mình tiếp tục giới thiệu cho cả nhà ha. Cái này là mình kêu bằng cơm cơm lương hố đá nè cả nhà. Cái đa cái hố này nó nóng. Cơm thì có hình như là có trứng cả nhà. Cơm dạ, con thấy gạo này nó là gạo, nó dẻo. Là gạo Nhật hay sao? Gạo Nhật nó dẻo. Rồi cái mình rưới cái nước sốt này lên nè. Cái tô đá này nó nóng cả nhà. Người ta có đem ra bộ bát đĩa cho ba người mình ấy. Cái này cái múc trộn lên cả nhà ơi. Trộn lên mình múc ra. Cái một hai cái xì trộn lên đi xem. Trộn như mấy cái đầu bếp chuyên nghiệp mới xong xong xong. Có cơm cháy ở dưới nữa nè cả nhà. Cái là để trong thớt. Cái thớt đá nó nóng bốc hơi lên nè. Con nghĩ hình như là nướng trực tiếp trên thớt đá hay sao. Sao thớt đá nó dính mấy cái lọ nào kìa. Cái này một hố gì là 200 mấy đó cả nhà. 205. Nói như 200 nó mắc ở chỗ con lương. Ăn thôi chứ chắc giờ mới ăn nào mì gói ra đi chăng. Ăn một bữa xong ăn mì gói nửa tháng. Cái này mình ăn cái bụng cá ngon quá cả nhà, mình kêu thêm một dĩa bụng cá hồi nè cả nhà. Múc cơm lương ra ăn thử. Ăn thêm miếng bụng cá nữa ơi. To đi được. Để đó sắt. Để đó đây. Gỏi. Cho đây. Ngon. À, đây là cho caramel gì những thức phim đẹp. Cái muỗng. Cho con cái bát. Giờ mình ăn thử cái cơm này nè. Cơm lương cả nhà. Dạ ăn cơm không trước con cái mùi sao con nghe nó nổi tiếng, con nghe nó nổi tiếng, con biết ngon không, cơm lương Nhật Bản là nổi tiếng. Đây là lần đầu ăn cơm lương Nhật Bản mọi người. Cơm nó dẻo. Cho gì miếng cơm cháy. Có cơm cháy nè.
cơm nó dẻo, cái nước tương, nước sốt này nè cả nhà nó ngọt ngọt. Ăn thử cái miếng lươn này cả nhà nha. Cái thịt lươn nó dai, nó béo mà nó cũng có vị ngọt nha cả nhà, thơm lắm. Và ăn chung lươn với cơm với cơm cháy nó giòn béo cả nhà. Nói chung cái món cơm lươn này rất là thơm luôn. Con thấy nó thơm nhưng mà nó hơi thiếu đậm đặc sắc, hay do người miền này nhiều Việt Nam với miền Nam mình ăn nó đậm đặc, nhưng người nước ngoài người ta ăn gì là chưa, nó ngọt, nó không có mặn, nó thơm. Việt Nam mình ăn ngọt hơn, thơm thơm cả nhà, dễ. Cái nó đắt tiền ở cái con lươn này, con lươn này nó mắc cả nhà. Lươn thơm ha. Thơm mà ngọt ngọt mềm ngon. Nếu mà mọi người đi ăn một mình ấy, hay đi ăn hai người đó mà muốn gọi thì có thể gọi một bát cơm lươn hoặc là hai bát cơm lươn. Ăn rất là ngon. Không hai người ăn bát được. Ăn hai bát ngán cả nhà. Thế chứ người Việt Nam mình ăn cơm nó hơi khô hơn. Còn cơm này nó dẻo hơn. Nó thua nếp một tí. Nhưng mà nó dẻo hơn cơm mình lắm. Nó thơm. Cái hạt gạo nó to ăn. Nếu mà ai ăn nhạt thì ăn cái này rất là ngon đấy. Còn theo khẩu vị của cô ăn hơi hơi đậm đặc thì cái này nó chưa vừa ăn con hết. Ba dì cháu mình ăn cũng đã no rồi cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo ha. Nhớ nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nghe cả nhà. Bye bye cả nhà. Cả nhà nhớ ủng hộ video này và đợi video tiếp theo nha.